chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình tuần thuật bóng đá của kênh VPL Pass. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải qua 90 phút hồi hộp, căng thẳng và đầy kịch tính cùng với hai đội bóng đang có chuỗi thành tích hoàn toàn trái ngược nhau ở thời điểm hiện tại. Ngày hôm nay đồng hành cùng với tôi sẽ là bình luận viên Kiên Đắc Kỳ, một người rất nổi tiếng trong giới bình luận bóng đá và cũng là một chuyên gia phân tích trận đấu. Xin chào anh Kiên Đắc Kỳ. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình bình luận bóng đá. Có thể nói không khí trên khắp các khán đài đang rất sôi sục và chúng ta hãy cùng hy vọng đây sẽ là trận cầu hấp dẫn và cống hiến. Trước khi trận đấu này diễn ra khoảng 3 tiếng đồng hồ thì bên ngoài sân vận động đã có khá nhiều các cổ động viên đội khách đã đến để cổ vũ cho đội bóng con cưng của họ. Điều đó đã cho thấy được tình yêu mà họ dành cho đội bóng là lớn như thế nào. Và đây là đội hình thi đấu của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu đã được bắt đầu và đội chủ nhà sẽ chiếm giữ phần sân bên trái màn hình nhỏ của các bạn. Cắt bóng rất dễ dàng. Huy Toàn. Đức Trinh. Sâm Ngọc Đức. Phi Sơn. Cắt bóng rất dễ dàng. Phạm lỗi rồi. Quang Thinh. Nguy hiểm. Đức Trinh. Đường truyền rất tốt. Không được. Sẽ có một tình huống ném biên. Đường truyền dứt điểm. Quang Thinh. Đường truyền sang cánh khá tốt. Đường truyền đã bị chặn lại. Huy Toàn. Đọc tình huống rất tốt. Rất thoáng. Một tình huống xử lý bóng rất chính xác. Tình huống phá bóng thiếu dứt khoát. Có thể triển khai tứ giác tấn công. Đồ Văn Thuần. Đồ Văn Thuần. Quang Thinh. Vẫn tiếp tục đi bóng. Vẫn còn. Và xử lý bóng rất cầu thả và hậu quả là bóng đã nằm trong chân đối phương. Có lẽ cần một pha xử lý táo bạo. Sâm Ngọc Đức. Về mất bóng rồi. Có thể phối hợp với đồng đội ở phía trước. Bật bài rất hay. Anh Bình. Rất tốt, rất quyết tâm. Dứt điểm. Phạm lỗi rồi. Huy Toàn. Cho đến lúc này thì vẫn chưa có bàn thắng nào dành cho cả hai đội. Đường chuyền lên.
Với một thế trận cởi mở như thế này thì việc có nhiều bàn thắng là một điều dễ hiểu nếu các cầu thủ biết tận dụng tốt những cơ hội của mình. Mặt cú sút không vào, bóng đã trúng cột dọc. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Tỷ số của trận đấu vẫn đang là 0 và 0. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Chắc chắn 15 phút nghỉ giữa hai hiệp, huấn luyện viên của đội khách cũng sẽ có những thay đổi về chiến thuật. Trong bóng đá hiện đại thì những cái đầu thiên tài của các huấn luyện viên kiệt xuất như Pep Guardiola hay Alex Ferguson và Mourinho luôn có tính chất quyết định tới thành bại của mỗi câu lạc bộ. Đức Trinh vẫn là một pha dạt biên khá nguy hiểm. Dứt điểm không vào. Cú dứt điểm không thật sự tốt, có lẽ tâm lý đang khiến cầu thủ này đánh mất đi sự tinh tế của mình. Sẽ có sự thay đổi người. Anh sẽ làm gì đây? Mất bóng rồi. Anh sẽ làm gì đây? Đức Trinh chuyền lên. Dứt điểm. Phản xạ không thể tin nổi của thủ môn. Không vào. Chuyền bóng tốt. Pha phạt bóng rất đúng lúc. Huy Toàn. Tỷ số của trận đấu vẫn đang là không đều. Những pha chuyền bóng rất bài bản ở giữa sân. Một pha phạm lỗi. Tôi nghĩ là nên có một chiếc thẻ được rút ra thay vì những lời cảnh cáo như thế này. Và sẽ có một quả đá phạt dành cho họ. Bóng đã được phát ra. Đánh đầu. Tình huống sóng gió trước cầu môn. Từ Văn Thuận. Mặt cú sút. Cú dứt điểm là không thể tốt hơn. Bàn thắng thể hiện khả năng phối hợp đồng đội cũng như xử lý cá nhân một cách rất tinh tế. Khách quan mà nói thì bàn thắng vừa rồi là hoàn toàn xứng đáng với thế trận và tinh thần thi đấu rất máu lửa của họ. Bàn thắng có lẽ sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc triển khai thế trận theo cách của mình. Việc các cầu thủ tự tin thi đấu và chiếm lấy thế trận sẽ dễ dàng đem lại kết quả thuận lợi cho họ. Đó là một tình huống phạm lỗi rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Pha xử lý khá ngẫu hứng. Pha xử lý rất hay. Đánh đầu. Cả công trường như đang vỡ hòa. Và thắng này có thể thay đổi hoàn toàn thế trận khi mà họ đang rất khát khao tìm kiếm thêm bàn thắng. Pha chuyền bóng có điểm rồi rất tốt.
Bóng đi rất quần và với khả năng chơi bóng bằng đầu rất tuyệt vời của mình, cầu thủ này đã khiến thủ môn phải bó tay. Khi mà cả hai đội đã quá quen thuộc và quá hiểu nhau trong từng đấu pháp và từng con người thì việc tỏa sáng của một cầu thủ cũng là yếu tố quyết định của trận đấu. Trâm Ngọc Đức. Vision. Rất thoáng. Dứt điểm đi. Sau rất nhiều những pha hãm hành thì cuối cùng bàn thắng cũng đã đến. Đó là một bàn thắng rất quan trọng. Trước những trận cầu lớn, trọng tài luôn là tâm điểm chú ý. Và đúng là như vậy, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi của trọng tài đôi khi cũng phá hỏng một trận cầu hấp dẫn. Đánh đầu. Không vào. Cú sút rất mạnh nhưng chưa có bàn thắng. Dưỡng tuyệt vời, triển khai tấn công, cơ hội dứt điểm, vào. Sự kiên trì bền bỉ, tấn công không biết mệt mỏi của họ đã được đền đáp. Đó là câu trả lời đanh thép, là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực thi đấu trong những phút vừa qua. Cuối cùng thì họ cũng đã tìm được bàn thắng cơ hòa. Bàn thắng đến với họ như một điều tất yếu sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ. Đức Trinh. Thay vì giữ bóng, lẽ ra cầu thủ này nên thực hiện đường chuyền cho đồng đội. Phạm lỗi rồi. Âu Văn Hoàn. Sức dẫn tuyệt vời. Một quả ném biên. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này, cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình lần sau.